cho non xanh mơn mởn từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Từng trời non xanh mơn mởn, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi Lê Hữu và Linh em kính chào cô chú và anh chị ạ. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe nhạc thật là vui nhá. Đừng quên lì xì chia sẻ cho anh em và mua hàng, đặt hàng cần tư vấn thì để lại số điện thoại trên comment nhá. Mẹ hơi giật giật rồi. Gì chị người hát tặng mình bài Mặt Trăng Tình Đời. Ok. Tối chị hát. Vì Linh em thấy mình không? Dạ thấy rồi. Hello chị Mai Ngọc nha. Hello chị Nguyễn Bích. Hello chị Anh Trọng. Xin cảm ơn Hoàng Gia Tú. Mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh yêu, xin đừng chớ lo âu vì cuộc đời này còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biết thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi về gập ghềnh ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Chào cô Mẫn Minh nha. Chào. Hello chị Mẫn Minh ạ. Bùi Điền. Say.
đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin đừng chớ lo âu vì cuộc đời này còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biết thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xuân tan đi bao nỗi buồn, và cùng thắp lên niềm vui. Và mình cùng hát trước, và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xuân tan đi bao nỗi buồn, và cùng thắp lên niềm vui. Hú cũng giống nè. Chào anh Tuyết à, chào cô. Hello chị Tuyết nha. Mất hai bài muốn tắt thở rồi, hôm nay hơi bị đuối rồi. Xin chào chị Thanh Thủy à, chào chị yêu. Mì tôm à? Bún riêu ạ, à? Nên bún riêu. Riêu thì sao? Cái này ăn mình. Có phải là tao không? Nhớ về em. Em nào đây, em nào đây. Sớm có bán mic không à? Nhắn tin trực tiếp vào giùm cho em. Hoặc là các chị có thể liên hệ kỹ thuật Lê Văn Võ nha các chị. Võ Vivo à. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tim nhóm trong cơn mê này, giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chít là ô xa cành, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tích nuôi nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Chốn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Lì xì chia sẻ cho Lê Hiếu và Linh em đi ạ. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ, còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời, khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chính là ô xa cành, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người
đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ nhớ về em. Cảm ơn Bích Liên ạ. Dạ bên em vẫn còn collagen cho nên cả nhà mình cứ để thẳng số điện thoại là dùng cho em nha. Để thẳng số điện thoại là cho em liên hệ nha mọi người ơi. Cảm ơn chị Mai Nguyễn nha. Hello anh Đức Thành ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Lần đầu tiên xin cho phép hai anh em Lê Hiếu và Liên Em xin gửi lời chào một lời chúc sức khỏe và lời chúc sức khỏe nhất hả? Chúc cả nhà mình luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Đúng luôn bây giờ. Kể cái gì đâu, vui vẻ là chính đó mọi người. Những anh chị nào đặt hàng hoặc là cần tư vấn bên nhà em thì cả nhà mình vui lòng để lại số điện thoại trực tiếp của mình dưới phần live stream để cho tụi em có thể liên hệ với anh chị của chú mình để mà tư vấn cũng như là sẽ chốt đơn hàng. Và tất cả các mặt hàng của em ở đây đều được miễn phí ship tận nhà những anh chị. Sản phẩm nhà em thì không bán bất kỳ một dòng thuốc nào, chỉ bán những cái dòng thảo mộc hỗ trợ cho chúng ta sức khỏe tốt nào, và đặc biệt là những loại collagen để làm đẹp ha. Xin chào chị Lê Thị Ngô nha. Linh hát đi. Dạ em mới hát hai bài xong rồi, anh mình hát một bài phụ với Linh đó ạ. Bên em thì bán thảo mộc hỗ trợ tăng cân. Đây là thảo mộc tăng cân nhà em. Trẻ em từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được, phụ nữ sanh bé sau từ 2 tháng trở lên nè. Và người cao tuổi từ 70 trở xuống đều có thể sử dụng được tăng cân nhà em luôn. Vì đây nó là thảo mộc nha các anh chị. Ba trăm rưỡi một hộp cả nhà ơi, 350.000 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600.000. Và một hộp này mình sẽ tăng được từ 2 cho đến 3 kg. Cái sản phẩm này là thảo mộc á, nó sẽ có công dụng là kích thích hệ tiêu hóa của mình nè, giúp cho mình ăn được ngon miệng hơn và ngủ được ngon giấc hơn. Cái sản phẩm nhà em nó được mang thương hiệu là tăng cân mộc đà, chứ thật sự là nó không có làm cho các anh chị lên cân. Mà cái việc nhà em trực tiếp là nó sẽ hỗ trợ cho cả nhà ăn ngon ngủ ngon thôi, còn cái việc lên cân nhiều thì ít là do cơ địa của từng người. 7 tuổi trở lên sử dụng giùm em một viên một ngày cho đến 12 tuổi, 7 đến 12 tuổi nha cả nhà. Còn từ 13 tuổi đến 70 tuổi người lớn chúng ta lại sử dụng 2 viên một ngày nha mọi người ơi. Đây là thảo mộc kích thích ăn ngon ngủ được, tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe, tăng cân, tăng ký an toàn. Không mập nước cũng chẳng tích nước nha. Thảo mộc uống rất hiệu quả, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh chị. Chỉ cần có số điện thoại là sẽ có chuyên viên gọi cho mình. Xin cảm ơn Năm Nguyễn, cảm ơn cô. Xin cảm ơn Cam Ranh ạ. Cam Ranh nhớ Nha Trang quá, nhớ kỷ niệm năm nào. Hello chị Hòa Lê nha. Hello chị Hòa Lê. Cảm ơn chị Thế Ngô ạ. 350 một hộp, chỉ cần để lại số điện thoại cho em nha anh chị ơi. Linh nào, hello chị Thiệp nha. Tăng cân an toàn quay nữa rồi. Một ca khúc tiếp theo xin gửi tặng đến cho tất cả quý vị của chú anh chị mình là một nhạc phẩm được mang tên Bước qua ruộng rau. Mình chỉ thích xin cảm ơn à. Cảm ơn anh Trần Dũng ạ. Thấy nha Linh Xuân ơi, thấy Linh Xuân em thấy à, em chào chị Đức Thanh, Phương Nguyễn. Cảm ơn chị Phương Nguyễn, cảm ơn chị.
qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có so mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chứ, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi đó anh thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày ấy xa anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày ấy xa anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày ấy xa anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. Chào cô Khánh Ngân nha. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có so mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi đó anh thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày ấy xa anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy xa anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy xa anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. Mà cứ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đấy do anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy do anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy do anh kịp đến mỗi khi mình cãi vã, để anh ta Cúc ạ. Cảm ơn chị Khánh Ngân nha. Cả nhà mua hàng để lại số điện thoại cho em, 350 một hộp. Một liệu trình hai hộp là 600.000. Cái váy á hả? Chị anh thích cái sắp rớt cái nãy hả? Dễ sợ, dễ sợ thiệt. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Hồi nãy có anh chị nói bên đây hiếu mập. Hả? Có anh chị nói anh hôm nay mập, anh béo lên. Tính nói gì quên mất tiêu rồi chị. Em đang định nói gì quên rồi. Thôi tư vấn 350 một hộp. Hôm nay quên tắt cái làm ngắn mặt hay sao, mặt em nó tròn quá. Ừ. Bởi vì cái mặt của anh nó béo. 350 một hộp tăng cân, một liệu trình hai hộp là 600.000. Và đây là thảo mộc chứ không phải là thuốc nha các anh chị. 350.000 một hộp, một liệu trình hay hộp là 600.000. Cả nhà mua hàng để lại số điện thoại cho em. Xíu nữa anh mình đưa cho anh Võ cài cái này nha. Chứ điện thoại của em là không like buổi trưa được rồi. Chứ cái Yến thì là không có like buổi trưa của Yến được. Yes. Nhiều bữa nữa tụi em rút quân rồi. Yes. Điều trước ngày. Yes, yes.
Có ai mua hàng không ạ? Không ai mua hàng em hát à. Bấm cho em bài Yêu Anh Cả Trong Giấc Mơ đi. Nãy có một anh trai yêu cầu, không biết anh trai còn xem không? Còn xem thì lì xì chia sẻ cho bé Linh nha anh trai ơi. Lên YouTube nghe ủng hộ cho em luôn nha. Đâu mất tiêu rồi. Trời ơi quê không? Dễ sợ không? Tính hát mà không có bài để hát nó mới quê nè. Bùi Điền, Văn Sáng Huỳnh. Hello, Văn Sáng Huỳnh. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên quên khắc bên anh đẹp bao ý thơ. Mất giờ. Nhớ tôi mà. Nhớ. Nhưng mà không biết là có đúng với cái beat này hay không. Sao chúng nhỏ hết. Năm cũ đợi 30 phút hả? Dạ, bên em bán mì phẩm, bán sản phẩm chứ không bán cái khác à. Hơi kỳ nha anh trai. Sushi mo anh bây giờ. Lê Công Hiếu xin cảm ơn ạ. Cơn mưa qua vội vã, đêm đen côi lạnh giá. Em nhớ anh ngày qua, đã trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa anh lòng nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngờ, để trong vắng bước xa đêm của anh hiểu. Vì em yêu anh cả trong xa. Ở trong giấc mơ nhá. Anh chị nào yêu cầu ca khúc này thì Lindsay chia sẻ cho Linh em đi ạ. Cảm ơn Tấn Lời Thanh Nhàn ạ, em cảm ơn ạ. Cơn mưa qua vội vã, đêm đen côi lại ra. Trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa đạt lòng nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngờ, để trong vắng buốt xa đêm của anh hiểu. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, nên tình em cho anh là không bên bờ. Từng phút giây bên anh đông đầy bao nhiêu thương thành nỗi nhớ. Em yêu anh cứ trong giấc mơ, đến khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ. Hình bóng anh vây quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Dù em ở nơi đâu cũng nghĩ tới ai. Cả trong giấc mơ, vì em yêu anh cứ trong giấc mơ, nên tình em trao anh là không bên bờ. Từng phút giây bên anh đông đầy bao yêu thương thành nỗi nhớ. Rồi có cái anh Thọ trong Avatar cũng rất lịch sự. Thì trong lúc Linh em hát thì trong phần nghỉ ở giữa thì em có bảo là mọi người chia sẻ cho Linh em.
thì anh ấy bảo chị là thằng kia im mồm cho Linh Em hát. Thật sự luôn, nếu anh là một người hâm mộ Linh Em và giọng hát của Linh Em thì em nghĩ rằng thì ngay cả bản thân cả tất cả anh chị hay là Linh Em đều muốn là cái người hâm mộ mình là một cái người văn minh. Em là anh của Linh Em. Nếu như mà anh nói với em như thế thì thật sự luôn là anh hâm mộ kiểu đó, thì thật sự luôn chất guốc lắm. Mà nhìn hình nền của anh avatar là trông rất đẹp. Và em cũng không vĩnh biệt anh, không xin vĩnh biệt anh. Em bây giờ thì em cũng quen với cái cảm xúc đây rồi. Vâng. Đừng để anh lắm. Nếu như mà anh thích nghe Linh Em hát hay là sao thì anh đến phần em hát hoặc em nói thì anh cứ bỏ tai nghe ra, anh tắt điện thoại đi được. Đó. Xong đến lúc sau anh lại quay lại nghe Linh Em hát. Và vì anh là em, à, anh là em là anh của Linh Em, nhưng anh nói như thế thì thật sự luôn là cảm ơn anh nhá. Mà để mà nói đấy thì quý cô chú anh chị mình mua hàng ấy, thì mọi người để số chứ đừng để anh nóng hay mệt. Rất nóng rồi, quá nóng rồi mọi người ạ. Dạ, 350 một hộp tăng cân mọc đà, hai hộp một liệu trình là 600.000 nha. Quý cô chú anh chị mình mua hàng để lại số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Chắc là giờ này thì là bán hàng thì không, bán hàng thì không có được nhiều rồi, cho nên là anh em sẽ hát nhiều hơn. Hồi nãy cô Khánh Ngân nói là bé Linh ngồi với lại anh Hiếu á, là nghiêm túc hơn, cho nên là hát hay hơn, phải không? Phải cô? Không phải. Tại vì con ngồi với chị Yến á, là Yến làm con mắc cười nhiều, cho nên là con hát á, thì nó sẽ có mắc cười nhiều quá. Còn hát với anh mình thì anh mình hơi nghiêm đó, cho nên là bé Linh sẽ tập trung vào bài hát hơn, không có mắc cười nhiều, không có nhây nhiều á mọi người. Giả sử nhưng mà Yến có nhây với em hay hành động gì thì anh chị và cô chú sẽ bảo là hai đứa này dễ thương. Nhưng chẳng may anh lỡ tay, anh nhây với em hay hành động gì thì cái sự việc nó lại đi rất là xa. Cho nên là một người đàn ông ngồi riêng một người con gái nó rất là phức tạp. Đó. Ngại ngùng lắm mọi người, ngồi xa em lắm mọi người ha, các anh chị thấy không? Ngồi ngại ngùng thẹn thùng làm chi bé ơi rồi lâm la hết đó mọi người. Chị Hoa. Tắt like đi thì làm sao mà biết được ai như thế nào ạ? Chỉ có hai người mới biết anh mình như thế nào đúng không? Chị Nguyễn Phượng, hello chị yêu nha. Xong ca ha. Xong ca bài gì? Lỗi lầm. Ok. Nói chung bây giờ này thì hai anh em sẽ hát nhiều hơn á mọi người ơi. Chứ tư vấn thì cũng không có tư vấn được nhiều. Lỗi lầm rồi mấy ta? Ờ, thì mít tí cho nó khác bóng. Không có ta. Ờ, hết mít thì chẳng. Đây, lỗi lầm thường. Bấm xong ca thử nó ra không? Chưa có đây. Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Em vui chứ? Em vui vì tại vì có những người đàn ông là không lịch sự như em vui hơn, vui nhiều chứ. Em là rất lịch sự luôn. Mỗi tội là họ Lê Văn Đỗ đổ. Hôm nay thừa nhận rồi mọi người, hôm nay thừa nhận rồi. Lê Văn Đỗ thật sự. Hello Thùy Dương nha. Khánh Ngân bảo tặng ca khúc đoạn đường nóng kìa. Dạ rồi ạ. Dạ rồi chú Hiếu. Dạ rồi chú Hiếu ạ. Hà Nội mùa thu không biết hát à. Có khi nào em buồn em nhớ đến anh Huỳnh Mỹ. Có khi nào em ngồi em khóc vì anh. Tình yêu ta ly tan vun vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế anh làm gì có lỗi. Em rất buồn em nào có lỗi với anh. Đã có bao giờ anh dành tất cả vì em chưa. Để khi ta chia tay anh nói anh còn yêu. Ngậm đắng nuốt cay tình ái qua tay, để em bước đi quên cả lối về. Giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mất. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Thôi nhớ làm gì, khóc được gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Goodbye, see you again. Qua ngày mai thiên đường. Và
vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ anh nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Mày no see again nhé. À, anh Gia Tú anh chơi game gì vậy? Chơi Liên Quân không? Kết bạn với Bé Linh nha. Yêu em cả trong giấc mơ em mới hát rồi. Không phải cái mic em thiếu eco đâu ạ, mà thật sự là cái mic này là dùng nó hơi bị gọi là lịch sử rồi, cho nên là nó bắt. Dạ, nó cũng 3 năm rồi và nó cũng lấp đầy trong đó nè mọi người. Mic này xịn chứ bộ. Có khi nào em buồn em nhớ đến anh sương sương anh ơi. Có khi nào em ngồi em khóc vì anh. Tình yêu ta ly tan vun vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế anh làm gì có lỗi. Em rất buồn em nào có lỗi với anh. Có bao giờ anh dành tấn công để khi ta chia tay thì anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay tình ngày qua tay, để em bước đi quên cả lối về, giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mất. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya quá khuya rồi. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, hơi khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Bây giờ như vầng trăng khuya, anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Thôi nhớ làm gì, khóc được gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Hello Nguyễn Văn Thịnh nha. Hello chị Bích Nguyễn, hello chị Nguyễn Phượng ạ, hello chị Trần Oanh. Dạ vâng, tăng cân một đà là 350 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600.000 nha cả nhà yêu. Cả nhà muốn tăng cân an toàn thì để lại số điện thoại cho em. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Đừng. Đừng hả? Không cá. Đừng. Ru còn hay hơn đấy. Có cờ trái tim. Đó. Thôi, nó buồn quá. Đừng yêu anh mình. Thường chắc khóc. Bốn triệu lắm. Bốn triệu lắm à? Dạ. Trẻ đẹp xin mãi hát hay. Trời trời trời. Mời người yêu. Trời trời khen em hoài. Đọc lại comment. Yêu là đau, thương là đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết xa sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mơ tìm nhau,
chờ một ngày yêu thương là lớn, nói cho nhau một câu để từng ngày ta thôi còn trong ngóng, trái tim thôi ngủ yên để từng đêm ta sẽ chuyển biến, để đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm chỉ đau lắm, ai buồn ai buồn em buồn vì ai. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm chỉ đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi anh. Yêu là đau, thương là đau sao? Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào? Tay cầm tay, thương là thương sao? Chờ mong ngày mai, ai biết ra sao? Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mơ tìm nhau. Chờ một ngày yêu thương là lớn, nói cho nhau một câu để từng ngày ta thôi còn trong mong, trái tim thôi ngủ yên để từng đêm ta sẽ triền miên, để đêm nay ngừng chờ một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai buồn ai buồn em buồn vì ai. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm chỉ đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi anh. Ngày ta thôi còn trong ngóng, trái tim thôi ngủ yên để từng đêm ta sẽ triền miên, để đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai buồn em buồn vì ai nhá. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi. Cảm ơn anh chị, cô chú rất là nhiều. Bữa bố Trinh cho cái quả na, cái bố hỏi, mày biết quả này quả gì không? Kêu quả mãng cầu. Mãng cầu cái đâu mày, quả này quả na. Kêu trong con gọi mãng cầu. Cái này là quả na nhưng mà mãng cầu là một quả khác cơ. Mãng cầu quả khác. Nhưng mà trong em gọi là một cái tên, mãng cầu sim, mãng cầu tam, mãng cầu gai, nó khác nhau. Bài gì vậy Linh ạ? À? Và bài này là bài 4 chữ lắm ạ. À. 4 chữ lắm. Yêu lắm, thương lắm mà đau lắm. Buồn nhở, có gì vui vui đi. Vui à? À, bấm cho em bài để mình nói cho mà nghe đi, cho nó sôi động nè. Chị Linh cho em biết danh tính người làm tóc cho chị. Màu tóc hả? Linh đâu có làm tóc gì đâu. Tóc của Linh đó giờ nó vậy, Linh chỉ có nhuộm màu khác thôi. Qua chưa gọi này nó vậy đấy. Có nào. Cách ngày gọi ngày. Chứ nếu mà gọi liên tục là đầu sẽ bị hư. Giúp tóc hả? Dạ. Đầu sẽ bị hư giống anh mình. Cái gì? Bún hả? Coi chừng của em hồi nãy mua chị Yến, chị Yến nó cho con gì ăn hay sao á? Bún riêu đi, bún riêu bún cá.
để mình nói cho mà nghe em nào. Để mình nói cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cha xót mẹ, thôi cho bạn phần đời mình chơi vơi. Để mình nói cho mà nghe Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên mình cùng muốn hơn người kia đẹp hơn người nọ cũng như nhau à. Mình còn trẻ mình cũng muốn đi chơi, thanh xuân sau phải nghỉ ngơi. Hoa băng trắng mới chứ đường chấm nở đẹp như tâm hồn mình còn ngây thơ à. Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ý đây này. Vì sao quả bom không nằm trên tay để bao trai lang chìm đắm trong mê say. Mùa xuân này mình muốn xuống thích trong bánh hoa, không biết làm sao biết ngoài kia một mai là xuân hay là nắng tỏa. Cơ hội này mình sẽ nắm lấy, mình không cần một ai sắp tên vào đến hôm nay. Cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cha suốt mẹ, thôi thì mặt một phần đời mình chơi vơi. Để mình nói cho mà nghe Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi nên mình cùng muốn đi chơi. Chị của mình rất là nhiều. Nè cô bé trong dân gian có một cái câu nói này, cái nết rồi đánh chết cái đẹp. Dạ. Ai thích ai thì mình xem người đó thôi. Tại vì không thể nào mà bắt anh chị 100 người mà thích với Linh hết 100 người. Cũng phải có khoảng tầm 30-40 người thích em thôi. Chia đều ra. Thích Yến 30%, thích anh Hiếu 30%, ví dụ như vậy. Chứ không thể nào mà bắt buộc các anh chị mình phải thích một mình em. Cho nên là có lời khen lời chê, các anh chị chê em cũng được, chị Yến cũng được, chê ai cũng được. Thật sự luôn là toàn là anh em chị em chơi với nhau. Nếu như mà mọi người yêu thương Linh em ấy, thì cũng là yêu thương Yến, hoặc là yêu thương xíu xíu sang Hiếu một chút cũng được. Chứ bây giờ là ba người đang chơi thân với nhau ấy, anh em với nhau trong tiện mọi người lại như thế thì thật sự luôn là làm chia rẽ. Không phải chia rẽ, tình cảm anh em đi lên chứ. Chia rẽ tình cảm anh đi em. Lên, đi lên, anh thấy đi lên đấy. Đi lên thật sự luôn đấy. Mọi người càng như vậy thì tình cảm anh em càng đi lên, nhưng mà hơi buồn một xíu thôi. Thật sự luôn nên yêu ai thì cũng vậy thôi, nhưng mà có thể đến phần người đấy thì mình tập trung hơn, còn đến phần người khác thì mình bỏ qua. Chứ đừng có nói như thế trên live. Tại vì trong mắt của Hiếu thì Linh em là một người rất là dễ thương và ngoan. Thật sự luôn. Có thật lòng, có dối lòng. Thật lòng. Có một số lúc thì hơi dỗi một chút thôi, nhưng mà con gái thì ai mà chẳng vậy. Và Yến cũng thế, Yến cũng là một người rất dễ thương và ngoan. Nhưng mà thật sự luôn, một cái lời của anh chị trên đây so sánh như thế nó không... Nó thật sự nó chất thuốc. Nếu mà để so sánh là khập khiễng. Không có thể ai so với ai được. Mỗi người có một nét riêng riêng. Chỉ có em ở bên cạnh hai người liên tục thì em mới hiểu được đó là như thế nào. Chứ thật sự luôn qua màn hình thì đôi khi nó macada lắm, nó ảo lắm anh chị ạ. Đó, còn duyên ở đây hay đẹp ở đây, dễ thương ở đây, nó còn nhiều cái. Chọn cho anh bài Con Thuyền Cô Đơn cái. Với lại có nhiều lúc các anh chị em với Yến đang like, hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau rất là vui, các anh chị bảo đưa cho Yến hát đi, nhỏ này hát dở quá. Hoặc là cái tự nhiên cái nhỏ này đẹp hơn đứa kia,
hoặc là thích nhỏ này hơn, thích Yến hơn, hiền dịu dàng hơn, còn không thích nhỏ bên cạnh. Tự nhiên nói vậy chi, nó làm tụt cảm xúc cái buổi live đó của em lắm. Thực sự là em biết là em không phải là em sân si vậy với Yến, nhưng mà mình tự nhiên mình nghe cái lời chê vậy mình cảm thấy mình buồn trong lòng á. Vâng, thật sự em cũng vậy, em muốn nhiều lúc chia sẻ. Em đang hát thì anh chị đã khen cái Linh xinh hơn Hiếu, đương nhiên là xinh hơn em rồi, em là con trai làm sao mà xinh bằng Linh được đó. Mong anh chị là thật sự luôn là nếu mà yêu thương bọn em thì bọn em hát trên đây cũng thật sự luôn là áp lực rất là nhiều, rất là muốn mang lại cái giá trị về tinh thần và mang lại những cái sản phẩm tốt cho anh chị, nhưng mà thật sự luôn là đôi khi là cũng có những cái quà là được rồi em bật luôn đi. Dạ, hai đứa con là hai anh em. Những anh chị like hát bên nhà bé Linh là không có ai chơi Bigo hết nha mọi người, không có một ai like Bigo hết, cho nên là khi mà các anh chị mình thấy mà tụi em xuất hiện trên Bigo đó là nick ảo và đó là những cái video phát lại thôi, chứ tụi em không có chơi Bigo. Cả nhà mình đừng có để mắc lừa trên đó nha. Rồi cái gì đó thì đổ thừa bé Linh là bé Linh không biết, tại vì bé Linh không có chơi Instagram với lại Bigo là không có chơi nha mọi người. Instagram anh chơi đấy, anh chơi Instagram. Nhưng mà bé Linh không có chơi cái đó, tại vì em không biết chơi. Em chỉ TikTok, Facebook, Zalo và YouTube thôi, đặc biệt là YouTube của bé Linh là Linh Em Official, mấy anh mấy chị yêu. Cảm ơn anh Trung Hiếu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chắc là bây giờ là hai anh em Lê Hiếu và Linh Em xin được phép gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và chúng ta sẽ gặp vào buổi live tối nay 7 giờ nha cả nhà. 7 giờ tối sẽ có Yến nha, mọi người hỏi nhiều quá. Cảm ơn anh chị nha. Xin chào ạ. Bye bye.